Mỹ cáo buộc Triều Tiên bán vũ khí cho lính đánh thuê Nga. Giới chức Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển rocket và tên lửa cho công ty an ninh tư nhân Warner của Nga, trong khi Bình Nhưỡng phủ nhận liên quan. Chúng tôi đã xác minh Triều Tiên vừa hoàn tất đợt chuyển giao vũ khí đầu tiên cho nhóm Warner. Công ty này là bên trả tiền. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ John Kirby ngày 22 tháng 12 cho biết. Nhà Trắng cáo buộc công ty lính đánh thuê có trụ sở ở Nga đang tìm nguồn cung cấp vũ khí trên khắp thế giới nhằm phục vụ cho chiến trường Ukraine. Ngoại trưởng Anh James Cleverly cũng cáo buộc Triều Tiên đang bán vũ khí cho nhóm quân và vi phạm các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Cleverly nhận định Moscow đang rơi vào tình thế tuyệt vọng và đơn độc nên phải tìm đến hỗ trợ từ Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Anh cam kết nước này sẽ phối hợp cùng đối tác để buộc Triều Tiên trả giá đắt khi hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trước đó, một tờ báo của Nhật Bản dẫn nguồn thảo tin nói rằng Triều Tiên đã gửi đạn dược đến Nga bằng đường sắt vào tháng 11, một số đơn hàng dự kiến được chuyển giao trong vài tuần tới. Bộ Ngoại giao Triều Tiên bác bỏ mọi giao dịch vũ khí với phía Nga. Trong thông cáo được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lại ngày 23 tháng 12, Bình Nhưỡng đã chỉ trích thông tin Triều Tiên bán vũ khí cho Nga là câu chuyện bịa đặt bởi các lực lượng gian trá với nhiều động cơ khác nhau. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên không đề cập đến công ty an ninh tư nhân Warner. Triều Tiên còn chỉ trích việc Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đã gieo rắc tình cảnh đổ máu và sự hủy diệt của quốc gia Đông Âu. Warner đã lên tiếng phủ nhận thông tin Triều Tiên chuyển vũ khí cho công ty là tin đồn và phỏng đoán. Các tay súng của Warner, phương Tây gọi là lính đánh thuê, từng tham gia các chiến dịch quân sự tại Trung Đông và Châu Phi, cũng như chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy Nga tại miền đông Ukraine. binh nói công ty an ninh tư nhân Nga đang chi hơn 100 triệu USD một tháng cho các hoạt động quân sự ở Ukraine, trong đó có chiến dịch bao vây thành phố Bakhmut, Nhà Trắng ước tính công ty Warner đang thuê khoảng 50.000 người tham gia chiến dịch ở Ukraine, trong đó có 10.000 nhà thầu chuyên nghiệp và 40.000 người từ các nhà tù. Trong khoảng 1.000 lính Warner tử trận vào tuần qua, khoảng 90% là tù nhân Nga được công ty này thuê, Kirby nói. Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang nước này tiếp tục các chiến dịch tấn công theo hướng Donetsk, tiêu diệt 50 quân nhân Ukraine trong một ngày, trong khi Kiev mất 35 quân nhân ở hướng Kupzansk và Krasnolimansky. Ngoài ra, tại khu vực Donetsk đã sắp nhập vào Nga. Trong cuộc giao tranh phản pháo, quân đội Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng tên lửa vào các vị trí bắn pháo của Ukraine, đồng thời phá hủy điểm sửa chữa hệ thống pháo M-77 của Ukraine. Bên cạnh đó, máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ hai máy bay MiG-29 và một trực thăng Mi-8 của Ukraine tại vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt hai nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine ở nước Cộng hòa Donetsk, sắp nhập vào Nga và khu vực Zaporizhia, đồng thời đánh bại các đơn vị quân đội Ukraine ở các khu vực Nikolsky, Novomajorsky và Novopol. Chỉ trong một ngày, có 30 quân nhân Ukraine thiệt mạng ở hướng Nam Donetsk. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, tại cuộc họp với các tùy viên quân sự cho biết, các máy bay không người lái tấn công của Nga đã tiêu diệt hơn 600 mục tiêu Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như lực lượng tác chiến chiến thuật và hàng không quân đội Nga đã phá hủy 11.000 đơn vị vũ khí Ukraine, thực hiện khoảng 150 phi vụ trong ngày. Ông Karasimov nói thêm rằng, các tên lửa tầm xa có độ chính xác cao của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã bắn trúng hơn 1.300 mục tiêu quan trọng của Ukraine, làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của quân đội Ukraine và làm tên liệt hoạt động của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Ukraine. Ông Gerasimov đã lưu ý, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hơn 350 xe tăng, 700 hệ thống pháo, 100 bệ phóng tên lửa, 30 máy bay trực thăng, ít nhất 5.000 máy bay không người lái, 1.000 xe bọc thép, 5.300 hệ thống tên lửa phòng công di động. Theo ông Gerasimov, chiều dài của mặt trận trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt là 815 km. Tình hình ở tiền tuyến đã ổn định và những nỗ lực chính của lực lượng vũ trang Nga hiện đang tập trung vào việc kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk, nơi trước đó Nga đã tuyên bố sắp nhập. Liên quan đến tình hình chiến sự, một quan chức ở vùng Kherson do Nga bổ nhiệm tại phía nam Ukraine đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe. Thông tin này đã được chính quyền địa phương lên tiếng xác nhận. Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở vùng Kherson, miền nam Ukraine vừa xác nhận. Ông Andrei Stepa, người đứng đầu khu vực Lyubimovka ở tỉnh Kherson, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bom xe chính quyền khu vực cáo buộc những kẻ khủng bố Ukraine đã gây ra vụ việc này. Nhà chức trách khu vực thông báo, ông Andrei Stepa được Nga bổ nhiệm là một người làm việc chuyên nghiệp và là người không biết sợ hãi, người đã lãnh đạo cuộc di tản và ở lại ngôi làng quê hương của mình cho đến khi người cuối cùng rời đi, hoàn thành nhiệm vụ của mình, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Các quan chức Kherson cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công, tuyên bố sẽ tìm ra tất cả những người phải chịu trách nhiệm cho tội ác vô nhân đạo này, và trừng phạt ở mức cao nhất theo luật pháp Nga. Chính quyền Ukraine hiện chưa lên tiếng về vụ việc. Các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin về cái chết của ông Stepa, gọi ông là kẻ chiếm đóng và là người đã tích cực hợp tác với lực lượng Nga. Đoạn video được cho là ghi lại vụ tấn công, cho thấy khói dày đặc và lửa bốc lên ở phía trên một chiếc ô tô chở quan chức Kherson. Được biết, nhiều quan chức trong chính quyền do Nga bổ nhiệm tại các khu vực ở Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tấn công trong những tháng gần đây giới chức ly khai khỏi Ukraine, sáp nhập vào Nga, cáo buộc những đặc vụ thuộc lực lượng tình báo Kiev là chủ mưu đứng ở sau những vụ tấn công trên. Tuy nhiên, phía Ukraine đã từ chối bình luận về các cáo buộc này. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa lên tiếng xác nhận rằng Mỹ rút quân khỏi Afghanistan để tập trung nguồn lực hỗ trợ cho Ukraine trong việc chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo hãng tin RT, Ngoại trưởng Antony Blinken vừa tổ chức cuộc họp báo cuối năm của Bộ Ngoại giao Mỹ Tại đây, ông Blinken đã thừa nhận việc rút quân khỏi Afghanistan giúp Washington nhanh chóng tập trung nguồn lực cho Ukraine vài tháng sau đó. Mở đầu cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ đã có bài phát biểu nói về các thành tựu ngoại giao của chính quyền Tổng thống Biden. Một phóng viên tại buổi họp báo đã không đồng tình với tuyên bố Washington duy trì quan hệ bền chặt với các đồng minh và đối tác của ông Blinken, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Trả lời vấn đề này, ông Blinken cho biết những cuộc tham vấn được diễn ra sôi nổi, Mỹ ghi nhận mọi ý kiến từ các đồng minh trước khi Tổng thống Joe Biden đưa ra quyết định. Nếu duy trì lực lượng ở Afghanistan, việc hỗ trợ Ukraine sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định lại quan điểm rút quân khỏi Afghanistan để hỗ trợ Ukraine là đúng đắn. Người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Kabul vào ngày 31 tháng 8 năm 2021, sau đó chính quyền Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan. Cuộc xung đột kéo dài hai thập kỷ tại Afghanistan đã tiêu tốn của chính phủ Mỹ khoảng 2.000 tỷ đô la. Tính riêng trong năm 2021, Lầu Năm Góc đã chi gần 73 tỷ đô la cho việc đào tạo, duy trì và cung cấp trang bị cho lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan. Để so sánh, Bộ Quốc phòng Nga ước tính rằng tổng giá trị viện trợ của phương Tây cho Ukraine trong năm 2022 rơi vào khoảng 97 tỷ đô la. 20 tỷ đô la trong số này do Lầu Năm Góc chi ra để hỗ trợ an ninh trực tiếp, khoản tiền còn lại đến từ các cơ quan chính phủ khác của Mỹ, các thành viên NATO và EU. Vào ngày 22 tháng 12, Thượng viện Mỹ cũng phê chuẩn khoản viện trợ 45 tỷ đô la dành cho Ukraine trong năm 2023. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trực tiếp trước Quốc hội Mỹ. Các vụ đình công ở Anh đang có xu hướng tăng lên cả về số lượng lẫn quy mô, kéo theo nhiều hệ lụy không mong muốn. Báo chí phương Tây mới đây có đưa tin, hàng trăm nghìn người có nguy cơ không được về nhà trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới do nhiều cuộc đình công của giới chức biên giới Anh. Những cuộc biểu tình tại Anh bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 và được tiếp tục cho đến cuối tháng, với thời gian nghỉ vào ngày 27 tháng 12. Những cuộc đình công diễn ra tại các sân bay lớn ở Vương quốc Anh. Như vậy, khoảng 500.000 người có thể gặp sự cố với việc đi lại vào đêm Giáng sinh. Được biết, những nhân viên biên phòng đình công sẽ khiến công việc của các sân bay có thể bị chậm lại nghiêm trọng. Về vấn đề này, chính phủ Anh khuyến nghị, nếu có thể, người dân không nên đi du lịch trong thời gian này những người có ý định đi máy bay được khuyên nên đóng gói quà để không bị chậm chế trong quá trình kiểm tra hành lý. Hãy mang theo càng ít hành lý càng tốt và nghiên cứu kỹ danh sách những vật dụng bị cấm. Chính phủ Anh lưu ý rằng, để tăng tốc kiểm soát hộ chiếu, các hệ thống tự động để kiểm tra dữ liệu sinh chắc học sẽ hoạt động. Tuy nhiên, theo yêu cầu bảo mật, trẻ em dưới 12 tuổi sẽ không thể sử dụng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Anh, và những ngày đình công, hành khách có thể không được phép rời khỏi máy bay trong vài giờ để dỡ hàng tại nhà ga. Ngoài ra công nhân đường sắt có ý định tham gia biểu tình. Điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho hệ thống giao thông của đất nước. Tình hình hiện tại gây ra một phản ứng gay gắt của xã hội đối với chính phủ. Theo tổng thư ký của Liên minh dịch vụ công và thương mại Anh, những người đình công giống như nhiều người Anh khác đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và yêu cầu tăng lương. Hành động của họ không phải vì ý thích bất chợt mà là do tuyệt vọng. Tại Anh, làn sóng đình công và biểu tình của người lao động trong các lĩnh vực khác nhau đang diễn ra trong bối cảnh lạm phát kỷ lục và tình hình kinh tế ngày càng xấu đi ở nước này nhân viên đường sắt, luật sư, nhân viên sân bay, người đưa thư và công nhân cho các ngành khác đang ra đường để phản đối. Vấn tại Vương quốc Anh, giá năng lượng tăng cao và kinh tế eo hẹp khiến người dân tại đây đang vô cùng chật vật trong việc sưởi ấm. Nhiều hộ gia đình đã tăng cường dùng nến và lò sưởi điện để đối phó với tình hình hiện tại. Điều này dẫn tới nguy cơ cháy nhà cũng tăng lên giữa lúc khủng hoảng năng lượng. Đây là cảnh báo mới nhất được cơ quan cứu hỏa Anh đưa ra. Frank Bideman chủ tịch ủy ban quản lý cơ quan cứu hỏa thuộc hiệp hội chính quyền địa phương anh nhận định nhiều người anh đang tìm cách cắt giảm chi phí và tiết kiệm tiền khi đối mặt với hóa đơn năng lượng và lạm phát tăng cao số liệu do cơ quan quản lý thị trường khí đốt và điện ở anh mới công bố cho thấy hóa đơn tiền điện trung bình năm của người anh hiện nay là một hai trăm chín mươi bảy bảng trong khi mức năm ngoái chỉ là tám trăm bảng còn hóa đơn khí đốt tăng từ sáu trăm linh hai bảng lên một ba trăm ba mươi sáu bảng nhiều vụ cháy nhà tại anh đã xảy ra trong tháng này do người dân đốt nến để sưởi ấm cho tiết kiệm. Cơ quan cứu hỏa ở nhiều vùng tại Anh cũng báo cáo nhiều vụ hỏa hoạn khác nhau do các hộ gia đình tăng cường sử dụng lò sưởi nhưng không nạo ống khói. Cơ quan quản lý năng lượng Anh cho hay, số vụ người dân chỉnh sửa đồng hồ khí đốt và công tơ điện đã tăng 400% kể từ năm 2017 tới năm 2021 và dự đoán xu hướng này tiếp tục tăng khoảng 16% trong năm nay. Anh và nhiều nước châu Âu đối mặt với khủng hoảng năng lượng trong mùa đông khi giá khí đốt tăng vọt do ảnh hưởng từ chiến sự Nga-Ukraine. Nga đã cắt giảm nguồn cung khí đốt đến châu Âu, buộc các nước phải mua khí đốt hóa lỏng từ các nguồn khác với giá cao hơn rất nhiều, khiến hóa đơn năng lượng của người dân tăng mạnh. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak vừa đưa ra tuyên bố, Moscow sẵn sàng giảm sản lượng dầu để đáp trả việc Liên minh châu Âu EU và các thành viên G7 áp giá trần năng lượng Nga. Thông tin này ngay lập tức trở thành vấn đề nóng được dư luận quốc tế bàn luận. Theo đó, phó thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Moscow sẵn sàng giảm 7% sản lượng dầu vào năm 2023 như một biện pháp đáp trả giới hạn giá nhiên liệu do Liên minh châu Âu EU và các thành viên G7 đưa ra. Phó Thủ tướng Novak nói thêm rằng, để trả đũa, Nga có kế hoạch cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho các quốc gia và pháp nhân đề cập đến giới hạn giá trong hợp đồng. Ông cũng cho biết, tính đến cuối năm 2022, sản lượng dầu ở Nga sẽ tăng 2% và lọc dầu tăng 5%, nhưng sản lượng khí đốt sẽ giảm 18-20% có sự sụt giảm một phần trong ngành khí đốt khoảng 18 đến 20%. Tuy nhiên, ngành công nghiệp khí đốt của Nga đã sản xuất 671 tỷ mét khối khí trong năm nay. Đây cũng là một khối lượng lớn, trong đó khoảng 470 tỷ mét khối được chuyển đến thị trường bên trong nước Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin nói với các phóng viên hôm 22 tháng 12 rằng ông sẽ ký một sắc lệnh về các biện pháp trả đũa đối với việc giới hạn giá dầu của Nga vào đầu tuần tới. G7, EU và Úc đã đồng ý đặt mức trần đối với giá sầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng, áp dụng từ ngày mùng 5 tháng 12. Mức trần này sẽ cấm các công ty phương Tây bảo hiểm hoặc tài trợ cho các tàu chở dầu của Nga, trừ khi hàng hóa được mua bằng hoặc thấp hơn mức trần. Các tàu vi phạm thỏa thuận giá trần sẽ bị phạt rút bảo hiểm và tài trợ trong 90 ngày. Giới hạn giá sẽ được xem xét 2 tháng một lần. Moscow chỉ trích mức trần giá là một nỗ lực nhằm thao túng các nguyên tắc cơ bản của thị trường tự do cảnh báo rằng Nga sẽ không bán dầu cho những quốc gia áp dụng mức trần này. Liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga vừa đưa ra tuyên bố tên lửa siêu vật âm Kinhans của Nga đã chứng tỏ được hiệu quả cao, đồng thời khẳng định lưới phòng không Kiev không thể đánh chặn loại tên lửa siêu thanh này của Moscow. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, nói trong cuộc họp với các tùy viên quân sự nước ngoài ở thủ đô Moscow cho biết, vũ khí siêu vật âm của Nga đã được thử lửa thực tế trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Hệ thống tên lửa Kinzo đã cho thấy hiệu quả cao, cũng như hoàn toàn bất khả xâm phạm trước những tổ hợp phòng không được triển khai ở Ukraine. Tên lửa Kinzo là một trong loạt vũ khí tối tân được Tổng thống Nga Putin công bố đầu năm 2018. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này đã ba lần triển khai tên lửa siêu vật âm Kinzo ở Ukraine. Ông cho hay tên lửa Kinzo đã chứng tỏ được hiệu quả trong tập kích các mục tiêu có giá trị cao ca ngợi chúng là những vũ khí không có đối thủ và gần như không thể bị đánh chặn. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cho rằng, Kinzo là vũ khí có tác động lớn nhưng không tạo ra nhiều khác biệt, ngoại trừ việc nó gần như không thể bị đánh chặn. Giới chuyên gia nhận định, những vụ phóng tên lửa Kinzo là màn phô diễn sức mạnh của Nga với phương Tây. Tên lửa siêu vượt âm của Nga có tốc độ tối thiểu nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tương đương hơn 6.200 km h Tốc độ cao và quỹ đạo bay phức tạp khiến vũ khí siêu vượt âm gần như không thể bị đánh chặn bằng các lá chắn phòng thủ hiện nay. Triều Tiên vừa có phản ứng bác bỏ cáo buộc Bình Nhưỡng giao dịch vũ khí với Nga, trong bối cảnh một số quốc gia tiết lộ thông tin tình báo cho rằng Nga và Triều Tiên có những giao dịch ngầm không công bố. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức lên tiếng phủ nhận nước này có giao dịch vũ khí với Nga, nhằm đáp trả thông tin trên truyền thông Nhật Bản cho rằng Bình Nhưỡng đã vận chuyển vũ khí sang Nga bằng đường sắt. Trước đó, báo chí Nhật Bản hôm 22 tháng 12 đưa tin rằng Triều Tiên đã vận chuyển đạn pháo và các loại vũ khí khác bằng tuyến đường sắt nối thành phố Rason ở đông bắc Triều Tiên với khu đô thị Kazan ở tỉnh Primorsky Krai của Nga. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, việc truyền thông Nhật đưa tin sai sự thật rằng Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga là trò lừa bịp vô lý nhất, không có giá trị bình luận hay giải thích nào. Lập trường nguyên tắc của Bình Nhưỡng về vấn đề thỏa thuận vũ khí với Moscow là không thay đổi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, cộng đồng quốc tế sẽ phải tập trung vào việc Mỹ cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí khác nhau, vốn đem lại sự đổ máu và hủy diệt cho quốc gia này, thay vì để tai đến giả thuyết vô căn cứ về giao dịch vũ khí giữa Triều Tiên và Nga, do một số thế lực dựng lên vì những mục đích khác nhau. Vào ngày 22 tháng 12, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Triều Tiên đã chuyển giao một lô vũ khí cho Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner của Nga và đang lên kế hoạch cung cấp thêm. Tuy nhiên, đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, tổ chức này không có thông tin về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Wagner. Theo hãng thông tấn Nga TASS, phía Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không cần nguồn cung cấp nước ngoài để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, do ngành công nghiệp quốc phòng nước này vẫn đang đảm trách các nhiệm vụ của mình. Theo quân đội Hàn Quốc, Tên lửa được phóng đi từ khu vực Sunan thuộc thủ đô Bình Nhưỡng vào hồi 16 giờ 32 phút theo giờ địa phương. Tuy nhiên, thông báo không cho biết thêm chi tiết, dù khẳng định quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường giám sát các động thái của Bình Nhưỡng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Washington, duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa đạt độ cao 50 km, tầm xa khoảng 300 km và rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thông báo cũng cho biết thêm, hiện chưa có thông tin về thiệt hại sau vụ phóng tên lửa. Theo thống kê đây đã là lần phóng tên lửa thứ 36 của Triều Tiên, với tổng cộng 67 tên lửa đạn đạo được phóng đi từ đầu năm đến nay. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, Thủ tướng Thái Lan đã tuyên bố gia nhập một đảng khác để tiếp tục tranh cử vào năm 2023 tới. Thủ tướng Thái Lan Prayut chan o -cha vừa thông báo sẽ gia nhập Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất để tranh cử vào năm 2023. Theo Nikkei, những dạng nứt trong đảng Palang Pracharat cũ của ông đã giảm uy tín của đảng và khiến một số nghị sĩ quốc hội gia nhập đảng khác. Trước động thái của ông Braut, 40 nghị sĩ từ các đảng chính trị khác nhau đã công bố kế hoạch tham gia đảng Bumjantai, một đảng liên minh khác. Theo luật bầu cử của Thái Lan, các ứng cử viên phải tham gia đảng ít nhất 90 ngày trước bỏ phiếu. Dù giành chiến thắng cho cuộc bầu cử năm 2023, ông o Chanocha chỉ có thể tại vị đến năm 2025. Tòa án Hiến pháp hồi tháng 9 phán quyết nhiệm kỳ của ông bắt đầu từ năm 2017. Hiến pháp nước này quy định một thủ tướng không được tại vị quá 8 năm. Làn sóng chính trị gia tham gia vào liên minh Đảng Bumja Thai tăng thêm cơ hội chiến thắng của lãnh đạo đảng này, phó thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất mà thủ tướng Prayut vừa gia nhập, mới được thành lập vào tháng 3 năm 2021 do cựu bộ trưởng Tư pháp Pirapan Salira Thavibana lãnh đạo. Hồi tháng 11, ông Pirapan phủ nhận các tin đồn rằng thủ tướng Prayut sắp gia nhập đảng này.